Lắc đây. Lắc đây. Tôi lắc cái này sao nổi giờ em vậy? Làm bữa thủ. Bữa thủ quá lắc cái gì em? Lắc bữa thủ này nó nổi giờ, nổi giờ. Việt Nam bữa thủ đâu? Mẹ hà nào em mà. Nó phải xem rồi. Em ngồi quên ăn cố nữa. Em thấy cái lá vàng nhiều lắm mà đâu được ăn đâu. Sao lá vàng Việt Nam ăn được vậy? Lá này là thuốc. Nhiều này ho hả? Ho quá lắm. Ăn như nó khỏe lắm. Lá vàng là một cái thuốc ăn cho khỏe lại. Này ai mà không bệnh nữa. Ăn vô nó bị khùng nữa. Tưởng ăn. Anh đau khùng rồi chỗ nào không?